Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Sam Gameplay của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục từ game Spider Hero. Và vẫn là một nhân vật thường lệ. Đây là đang level 8 rồi. Đây là Spider Hero thì chắc chắn là có Spider-Man rồi. Đấy. Vậy thì thấy đây. À đi. Nhưng mà cái nhân vật này hơi xấu. Ôi. Trời, trời, trời. Ôi. Lạy Chúa, lạy Chúa. Cứu tôi, cứu tôi. Wow. Không mà. Đấy, các bạn. Trời. Trời, 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 trời. Chạy, 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 chạy. Úi dồi ôi, nó bắn tôi. Ôi, các bạn ơi, chạy đi, né đi. Né được hết rồi. Ok, lại vượt qua level một cách dễ dàng. Khá thích mấy cái phần thưởng vàng này. Mà hình như lần này là đang mở được cái skin đấy, Spider-Man. Ủa? Trời. Bật xem mới mở được ạ. Nhiều con nhìn chán lắm. Trời ơi. Game là dễ. Sẽ lấy cái mãi mới thua được một trận. Sẽ biểu diễn cho các bạn xem một phần căng thẳng. Chưa. Đá một phát này không ấy, đá phát là hẹo luôn. Này cái nhận A này kia đã rồi. Ủa game mà dễ. Rồi mình nghĩ tí nữa mình sẽ phải lấy mấy cái kiểu skin khác nhìn cho nó đẹp, nhưng mà kiểu chơi khá là lâu này thì sẽ phải cày cuốc thôi để với đam mê. Trời. Mấy cái kiểu này nó không thua được đấy các bạn ạ. À. Đấy kiểu kiểu thế. Rất khó để thua bởi vì nó có cái gì đâu, nó không có chướng ngại vật gì hay là có một cái gì nó ngăn cản. Rất khó để thua. Không sao. Đây, tiếp tục level 11 nhé. Ủa, lại là cái con này. Chỗ